lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Phàn Phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo thể trọn đời giữ đạo. Theo tử tính làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chí tu đạo vững bền xa biển khổ nguồn mê trong quay về bờ giác. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Đệ tử chúng con nương oai lực Bồ Đề của mười phương chư Phật bật thỉnh hết thảy chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng theo đại nguyện của các ngài quang giáng nơi pháp hội chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con cùng nương oai lực của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thỉnh hết thảy chư chúng đã phát tâm Bồ Đề, chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp hết thảy quỷ thần vì lợi ích của mình, khởi tâm hoan hỷ tinh tấn hộ trì theo oai lực Phật văn tập về nơi pháp hội hôm nay, theo lời thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin kính bạch chư hộ pháp chốn Già Lam chùa Ba Vàng, xin các ngài ủng hộ cho chúng con. Kính bạch các ngài nương lòng từ bi và sự chỉ dạy trên sư phụ, nhân mùa an cư kiết hạ của chư tăng đệ tử chúng con tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng, xin thần tâm đôi trước Tam Bảo phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư tăng, để tán thán công đức Tam Bảo tu bồi giới đức tăng trưởng phúc lành. Hôm nay đệ tử chúng con văn tập về nơi Đại Hùng Bảo Điền, chúng con dâng nén tâm hương khải bật Tam Bảo chứng minh gia trì. Chư hộ pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập các công đức theo mùa an cư kiết hạ của chư tăng. Giờ này chúng con xin tu tập theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát thứ 28. Chúng con xin nguyện đem công đức lần này hồi hướng đền ân chư Phật, báo tư trọng ân phát nguyện đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật, để hộ trì Tam Bảo truyền tái Phật Pháp rộng khắp thế gian, đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề. Và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chính Pháp của Phật được tuyên dương, các bậc thánh tăng xuất hiện nơi đời hoàng dương chính Pháp Phật, đem hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài, các chúng ác ma phá hoại Phật Pháp cùng chúng ngoại đạo được diễn giác ngộ, nguyện trên sư phụ được sức khỏe chủ thế xa bà được dài lâu, để hoàng dương giáo Pháp của Phật phổ độ quần sinh. Và nguyện cho cha mẹ hiền đời của tăng ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe tăng thêm tuổi thọ, thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích sớm có duyên lần tu theo chính Pháp của Phật. Nguyện cho gia tiên tiên tổ hiền kiếp cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cùng các chúng oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa, nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ, được nương tựa vào chính Pháp của Phật để tu tập giải thoát. Chúng con cũng nguyện hết thảy chư thiên chư hộ pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được minh quân, giữ gìn bờ cõi an ổn nhân dân, khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc, ủng hộ cho Phật Pháp kiến được thịnh hưng. Nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm, muôn loài được an lạc trong giáo Pháp của Phật.
chúng con hướng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con, cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thượng giáo hộ Bồ Tát Ma Tát. Chí tâm đảnh lễ ơi, Nam mô thập phương tận hư không giới nhất thiết tôn pháp. Chí tâm đảnh lễ ơi, Nam mô thập phương tận hư không giới nhất thiết hiền thánh tăng. Pháp vi diệu rất sâu vô thượng, trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp, con nay thấy nghe được thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ơn sâu muôn lời thành bảy cuốn, dòng chưa đừng vô biên nghĩa màu, trong có nước cam lô diên nhuần, trong miệng chất đề hồ nhỏ mát, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Q
kinh diệu pháp liên hoa phẩm phổ hiền Bồ Tát khuyên phát thứ hai mười tám lúc bấy giờ ngài phổ hiền Bồ Tát dùng sức thần thông tự tại oai đức danh văn cùng vô lượng vô biên bất khả xưng số chúng đại Bồ Tát từ phương đông mà đến các nước đi ngang qua khắp đều rung động dưới hoa sen báo trói vô lượng trăm nghìn muôn ức các thứ kỳ nhạc lại cùng vô số các đại chúng trời rồng già xoa càn tát bà tu la ca lầu la khẩn na la ma hồ la già nhân phi nhân vân vân vây quanh đều hiền sức oai đức thần thông đến cõi ta bà trong núi Kỳ Xà quật đầu mặt lạy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đi quanh bên hữu bảy vòng bạch Phật rằng Thế Tôn con ở nơi nước của Đức Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật xã nghe cõi ta bà này nói kinh pháp hoa nên cùng với vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức chúng Bồ Tát đồng đến để nghe tỏ cuối mong Đức Thế Tôn nên vì chúng con nơi đó nếu thiện nam tử thiện nữ nhân sau khi Như Lai diệt độ thế nào mà có thế đẳng kính pháp hoa này Phật bảo phổ hiền Bồ Tát rằng nếu thiện nam tử thiện nữ nhân thanh tiểu bốn pháp thời sau khi Như Lai diệt độ sẽ đẳng kinh pháp hoa này một là được các đức Phật hộ niệm hai là trồng các cội công đức ba là vào trong chính định bốn là phát lòng cứu tất cả chúng sinh thiện nam tử thiện nữ nhân thành tựu bốn pháp như thế sau khi Như Lai diệt độ quyết đẳng kinh này lúc đó ngài phổ hiền Bồ Tát bạch Phật rằng Thế Tôn 500 năm sau trong đời ác trược nếu có người thọ chỉ kinh điển này con sẽ giữ gìn trừ các sự khổ hoạn làm cho đặng an ổn khiến không ai đặng tiện lợi dình tìm làm hại hoặc ma hoặc con trai của ma hoặc con gái của ma hoặc dân ma hoặc người bị ma giữa hoặc giả xoa hoặc là sát hoặc cứu bàn trà hoặc tỳ xá xà hoặc kiến giá hoặc phú đơn na hoặc vi đà la vân vân những kẻ làm mai người đều chẳng đặng tiện lời người đó hoặc đi hoặc đứng đọc tụng kinh này bây giờ con cởi thượng vương chẳng sau ngà cùng chúng đại Bồ Tát đều đến chỗ người đó mà tự hiện thân ra để cúng dường thụ hộ an ủi tâm người đó cũng để cúng dường kinh pháp hoa người đó nếu ngồi suy nghĩ kinh này bây giờ con lại cười tượng vương trắng hiện ra trước người người đó nếu ở trong kinh pháp hoa có quên mất một câu một bài kể con sẽ dạy đó chung cùng đọc tụng làm cho thông thuộc bấy giờ người thọ trì đọc tụng kinh pháp hoa đằng thầy thân con lòng rất vui mừng lại càng tinh tấn do thấy thân con nên liền đặng tam muội và đà na ni tên là Chiến Đà Đà La Ni trăm nghìn muôn ức Chiến Đà La Ni pháp âm phương tiện Đà La Ni đặng những môn Đà La Ni như thế Thế Tôn nếu đời sáu sáu 500 năm trong đời ác trược hàng tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di người cầu tìm người thọ chỉ người đọc tụng người biên chép mà muốn
tu tập kinh pháp hoa này, thời sống 21 ngày phải một lòng tinh tấn mang 21 ngày, rồi con sẽ cưỡi tưởng vương trăng sáu ngà cùng vô lượng Bồ Tát vây quanh dùng thân mà tất cả chúng sinh ưa thấy hiện nơi trước người đó, để vì nói pháp chỉ dạy cho lợi ích vui mừng cũng lại cho chú Đà La Ni. Đằng chú Đà La Ni này, thời không có phi nhân nào có thể phá hoại được, cũng chẳng bị người nữ làm hoặc loạn, con cũng đích thân thường ủng hộ người đó. Cúi mong Đức Thế Tôn nghe con nói chú Đà La Ni này, liền ở trước Phật mà nói chú rằng: A Đàn Địa Đàn Đà Ba Địa Đàn Đà Ba Đế Đàn Đà Cứu Xá Lệ Đàn Đà Tu Đà Lệ Tu Đà Lệ Tu Đà La Bà Đế Phật Đà Ba Chiến Nệ Tát Bà Đà La Ni A Bà Đà Ni Tát Bà Sa Bà Đà Ni Tu A Bà Đà Ni Tăng Già Bà Lý Xoa Ni Tăng Già Niết Già Đà Ni A Tăng Kỳ Tăng Già Bà Già Địa Đế Lệ A Đòa Tăng Già Đâu Lược A La Đế Ba La Đế Tát Bà Tăng Già Địa Tam Ma Địa Già Lan Địa Tát Bà Đạt Ma Tu Ba Lời Sát Đế Tát Bà Tát Đoá Lâu Đà Kiều Xá Lược A Nâu Già Địa Tân A Tỳ Kiết Lợi Địa Đế Thế Tôn. Nếu có Bồ Tát nào đặng nghe chú Đà La Ni này, phải biết đó là sức thần thông của phổ hiền hiệu kinh pháp hoa lưu hành trong Diêm Phủ, để có người thọ trì. Thời nên nghĩ rằng đều là sức ngoại thần của phổ hiền, nếu có người thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chính hiểu nghĩa thu trong kinh. Đúng như lời mà tu hành phải biết người đó tu hành phổ hiền ở nơi vô lượng vô biên các đức Phật sâu trong cõi lành, được các đức Như Lai lấy tay xoa đầu. Nếu chỉ biên chép người này khi mạng chung sẽ sinh lên trời đạo lời, bây giờ 48.000 thiên nữ trôi các ký nhạc mà đến rước đó. Người đó liền đôi máu bảy bao ở trong ngàn thế nữ vui chơi khoái lạc hương la thọ trì độc tùng ghi nhớ chân tranh hiểu nghĩa thu kinh đúng như lời mà tu hành. Nếu có người nào thọ trì đọc tụng giải nghĩa thu kinh này, người đó khi mang chung được nghìn đức Phật trao tay khiến chẳng sợ xét trắng đọa vào đường dữ, liền lên cung trời đâu xuất chỗ Di Lặc Bồ Tát mà sanh vào hàng quyến thuộc trăm nghìn muôn ước thiên nữ đức Di Lặc Bồ Tát. Có 32 tượng chung đại Bồ Tát cùng nhau vây quanh, có công đức lợi ích như thế, cho nên người chỉ phải một lòng tự chép hoặc bảo người chép to si đọc tụng ghi nhớ chân chánh đúng như lời tu hành. Thế Tôn, con nay dùng sức thân thông giữ gìn kinh này, sau khi Như Lai diệt độ làm cho dòng lưu bố trong Diêm Phủ, để khiến chẳng dứt mất lúc bấy giờ. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen rằng: Hãy tay phổ hiền, ông có thể hỗ trợ kinh này làm cho nhiều chúng sanh an vui lợi ích. Ông đã thành tựu bất khả tư nghị công đức lòng từ bi sâu lớn. Từ lâu xa đến nay phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác mà có thể thực hành nguyện thần thông đó để giữ gìn kinh này. Ta sẽ dùng sức thần thông giữ gìn người hay thọ trì danh hiệu phổ hiền Bồ Tát phổ hiền. Nếu có người thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh tu tập biên chép kinh pháp hoa này, bài biến người đó thời là thầy Đức Thích Ca Mâu
Ni Phật như từ miệng Phật mà nghe kinh điển này phải biết người đó cúng dường cho Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, phải biết người đó được Phật Ngài khen lành thay, phải biết người đó được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật lấy tay xóa đầu, phải biết người đó được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật lấy y chùm cho người, như thế chẳng còn lại ham ưa sự vui trong đời, chẳng ưa kinh sách viết chép của ngoại đạo, cũng lại chẳng ưa gần gũi ngoại đạo và các kẻ ác, hoặc kẻ hàng thịt, hoặc kẻ nuôi heo dê gà chó, hoặc thợ săn, hoặc kẻ buôn bán sắc gái. Người đó tâm ý ngay thật, có lòng nghĩ nhớ chân chính, có sức phước đức. Người đó chẳng bị ba món độc làm não hại, cũng chẳng bị tánh ganh ghét ngã mạng ta mang tăng thượng mạn làm não hại. Người đó ít muốn biết đủ có thể tu hạnh phổ hiền. Phổ hiền sau khi Như Lai diệt độ 500 năm sau, nếu có người nào thấy người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, phải nghĩ rằng người này chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng, phá các chúng ma thành vô thượng chánh đẳng, chánh giác chuyển pháp luân, đánh pháp của tội pháp loa, dưới pháp vụ xe, ngồi trên pháp tòa sư tử, trong đại chúng trời người phổ hiền. Nếu ở đời sau có người thọ trì đồng tùng kinh điển này, người đó chẳng còn ham mưa y phục giường nằm, nhưng vật nuôi sống cho mong cầu, chẳng luôn cùng ở trong miền đời đặng phước bao đó. Nếu có người khinh chê đó rằng ông là người điên cuồng, vậy luôn làm hạnh ấy trọn không đáng lợi ích. Tội bao nhiêu thế sẽ đời đời không mất, nếu có người cúng dường khen người đó sẽ ở trong đời nay đặng quả báo. Hiện tại nếu lại thấy người tỏ chỉ kinh này mà nói bày lỗi quấy của người đó, hoặc thật hoặc chẳng thật, người này trong hiện đời mắc bệnh bạch lại. Nếu khinh cười người chỉ kinh sẽ đời đời răng nếu thưa thiếu môi sau mũi xẹp tay chân cong queo mắt lé thân thế ngôi dơ ghẻ dữ mau mú bùng thủng ơi ngắn bị các bệnh nặng dữ. Cho nên phổ hiền nếu thấy người thọ trì kinh điển này phải đứng dậy xa rước, phải như kính Phật lúc Phật nói phẩm phổ hiền. Bồ Tát khuyên phát này có hằng hà sa vô lượng vô biên, Bồ Tát đặng trăm nghìn muôn ức môn chiến đà la ni, tam thiên đại thiên thế giới vi trần số chư đại Bồ Tát đủ đạo phổ hiền lúc Phật nói kinh này phổ hiền vân vân. Các vị Bồ Tát xa lời Phật vân vân, các vị thanh văn và hàng trời rộng nhân phi nhân vân vân, tất cả đại chúng đều rất vui mừng thọ trì lời Phật làm lễ mà đi. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa quyển thứ 7, diệu âm anh khắp thành trước nến sau, Hoàng Dương kinh này toàn nhờ công tổng trì tà ma ngoại đạo theo hơi gió lánh xa đạo chân thường lưu thông muôn pháp đều viên dung. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Tát. Pháp Hoa Hải Hội Đức Phật thân tuyến ba châu chín du nghĩa kín màu bảy cuốn gồm bao trùm ơn sáu muôn lời tương tụng lời người trời. Nam mô Pháp Hoa Hải Hội chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng. Nam mô Pháp Hoa Hải Hội chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng. Nam mô Pháp Hoa Hải Hội chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng.
Một câu nhiễm tâm thân đều giúp đến bờ kia, nghĩ suy dòng thu tập mạng dùng làm thuyền bè. Tùy thấy cùng nghe thương làm chủ với bạn, hoặc lấy hay là bỏ qua tai đều thành duyên hoặc thuận. Cùng với nghịch tròn nhân đây được thoát nguyên, ngày tôi giải thoát y bao cùng tranh báo. Thường tuyên kinh mẫu này một cõi đến một trần đều là vì lợi vật cúi mong các đức Phật. Thầm nhờ hỗ trợ cho tất cả hàng Bồ Tát kín giúp sức oai linh nơi nơi chưa nói kinh đều vì chúng khuyến thỉnh phàm chỗ có nói pháp đích thân thờ cúng dường một câu cùng một kẻ tăng tấn đạo Bồ Đề. Một sắc và một hương chọn không hề thối chuyển trời A-tu-la giả xoa thấy đến nghe pháp đó nên trí tâm ủng hộ Phật pháp khiến thương còn. Mỗi vì siêng tu lời Phật dạy bao nhiêu người nghe đến chốn này hoặc trên đất liền hoặc hư không thường đôi người đời xanh long từ ngày đêm tự mình nương pháp ở nguyện các thế giới thường an ổn phước trí vô biên lợi quần xanh. Bao nhiêu tội nghiệp thấy tiêu trừ xa lìa các khổ về viên tịch hằng dùng giới hương xoa vọc sang. Thường trì định phục để giúp thân hoa màu Bồ Đề khắp trang nghiêm tùy theo chỗ thường an lạc. Nam mô Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Kinh Tam Điều Giác Ngộ của bậc đại nhân A La người đệ tử Phật. Ngày đêm nên trí tâm nhớ nghĩ và tư duy về tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân. Điều giác ngộ thứ nhất, thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, ra dối không có chủ. Tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội. Nếu quan sát như thế, dần dần lìa sinh tử. Điều giác ngộ thứ hai, tham muôn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn đều từ tham dục khởi. Nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được tự tại. Điều giác ngộ thứ ba, tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu sẽ tăng thêm tội ác. Bồ Tát không như vậy, thường nhớ đến trì túc, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy tuệ làm sự nghiệp. Điều giác ngộ thứ tư, lưỡi biếng phải xả đọa, nên thường hành tinh tấn để phá phiền não ác, chiết phụng cả bốn ma ra khỏi ngục âm giới. Điều giác ngộ thứ năm, ngu si phải sinh tử, nên Bồ Tát thường nhớ luôn học rộng nghe nhiều để tăng trưởng trí tuệ mà thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn giao hóa cho tất cả. Điều giác ngộ thứ sáu, nghèo khổ hay oán hờn, thường kết nhiều duyên ác, Bồ Tát hành bố thí bình đẳng với oán thân, không nhớ đến lối cũ, không ghét bỏ người ác. Điều giác ngộ thứ bảy, năm dục là tai họa, thân dấu ở cõi tục, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và phạm khi, chí nguyện người xuất gia, luôn giữ đạo trong sạch, thực hành hạnh thanh tịnh, từ bi với tất cả. Điều giác ngộ thứ tám, sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não thật vô biên, nên phát tâm Bồ Đề, tu hành cầu thanh đạo, cứu độ khắp.
khắp tất cả. Nguyện thay thế chúng sinh gánh chịu vô lượng khổ, khiến cho tất cả loài đều được đại an lạc. Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ Tát đã tự mình giác ngộ và tinh tấn hành đạo tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền pháp thân đến nơi bờ Niết Bàn, rồi trở lại sinh tử độ thoát các chúng sinh, cũng đem tám điều này chỉ dạy cho tất cả, khiến mọi loài chúng sinh biết được sinh tử khổ, xa lìa năm món dục, tu tâm theo thành đạo. Nếu người đệ tử Phật tư duy tám điều này, sẽ ở trong mỗi niềm diệt được vô lượng tội, thăng tiến đến Bồ Đề, mau thành tựu chính giác, dứt ăn đường sinh tử, thường an trú tịch nhớ lạc. Tam bảo chứng minh ngoại thần hộ niệm Bồ Tát Thân Tăng Phạm Vương Đế Thích Tư Thiên Vương Chúng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiết Thiền Thần chứng minh gia hộ. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thật có trong ngày hôm nay, đối với thân thực hành thiểu dục tri túc, đối với khẩu nói lời thân tình xa rời các dục, đối với ý thường tư duy chính pháp. Chúng con kính nguyện sư phụ của chúng con Tư Đại Điều Hòa, chủ thế xa bà dài lâu, đời đời các kiếp vị lai thì hiện mang ánh sáng trí tuệ bát nhã của các đấng Như Lai, phổ độ khắp cả quần sinh, khiến cho muôn loài đều thấm nhuần lời Đức Phật dạy, tin sâu nhân quả, phát tâm Bồ Đề, ứng dụng tu hành, sống cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát. Nguyện cho thân phụ thân mẫu của sư phụ và cha mẹ của tăng ni Phật tử đang tu tập tại chùa bền tật được thuyên giảm, tăng trưởng duyên lần tu theo chính pháp. Nguyện cho nhân dân Phật tử thiền nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập tùy theo phúc báo của mình mà được bền căn thuyên giảm, gia quyến an khang, lòng tín nơi tam bảo ngày càng sâu, tâm từ bi đối với chúng sinh tăng trưởng. Nguyện cho các hương linh chiến sĩ trần vong, đồng bào tử nạn, dẫn quân du kích tử về, những người đã chết trong các cuộc chiến tranh cùng 12 loại cô hồn, chư vị hướng linh gia tiên nội ngoài kiếp này và các kiếp trước, các hướng linh oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa, các hướng linh có nhân duyên tại địa cuộc này, các hướng linh liên quan đến việc đổ sinh của chư tăng chùa Ba Vàng, tùy theo phúc báo cung dường và tu tập của chư tăng ni và các tín chủ mà được phát tâm giác tỉnh, lìa khổ minh khởi niệm từ bi, xa lìa đường khổ, tin sâu tam bảo sinh về nơi cõi Phật an vui. Chúng con xin hồi hướng công đức tu hành này về vô thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Có đủ duyên lành kiểm soát được dịch, sớm tìm ra vaccine dứt trừ nạn dịch. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân qua vàng sớm được sinh về cảnh giới an lành. Nguyện cho tất cả tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này. Chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh đồng đất, các nạn nước do biển đồng và lũ quét, lụt lội tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các trung hành bệnh quỷ vương, ác độc quỷ vương, đa ác quỷ vương, huyết lệ sầu quỷ vương cùng các tiểu quỷ tử có liên quan tới ác nạn của nhân loại. Nguyện cho chúng quỷ này được nương các công đức tu tập pháp lục hòa của chúng con
mà tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật pháp, từ bỏ việt ác hộ trì việt thiện, phát tâm bồ đề hộ trì tam bảo, cùng với chúng con kết duyên pháp lữ, thực hành công hành bồ đề, truyền tải Phật pháp phổ độ chúng sinh, cầu vô thượng bồ đề. Nguyện cho nước nhà có phúc, dân tộc chúng kiên trí đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc, già trẻ kính nhường, trí ngu trang nghiệt, mọi người chung sức giúp nước an dân, người vật cùng hưởng. Lại nguyện dòng giống Việt Nam các thế tâm đồng, quay về nguồn xưa phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp chóng tiêu, chân tâm tỏ rõ, quốc độ thanh bình, đạo đời yên ổn. Khắp nguyện phước ban tất cả đức độ quần sinh, Phật pháp thịnh hưng tam độ dứt na sạch nhà. Nam mô Phật na bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Tụng kinh công đức có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về, nguyện khắp pháp giới các chúng sinh thầy đều thể nhập vô sinh nhận. Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não, nguyện được trí tuệ thật sáng ời, nguyện các tội chướng thầy tiêu trừ, đời đời thượng hành Bồ Tát Đạo. Nguyện đem công đức tu hành này tràn giải mười phương khắp tất cả, hết thảy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Từ quy y Phật ơi, nguyện cho chúng ma sinh ơi hiểu thấu đạo lớn ơi, phát tâm vô thường. Từ quy y pháp ơi nguyện cho chúng ma sinh ơi thâm nhập kinh tạng người trí tuệ như biển. Tự quy y tăng ơi nguyện cho chúng ma sinh ơi quản lý đại chúng ơi hết na thảy không ngại.